Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý vị học Kinh Thánh hoặc là quen biết nhiều với Kinh Thánh thì biết rằng sứ đồ Phao-lô là người viết thư cho nhiều hội thánh, mà ở trong Kinh Thánh của chúng ta có rất là nhiều phần. Nếu quý vị làm quen thì biết rằng ông viết thư cho nhiều hội thánh địa phương khác nhau trong khi ông hầu vị Chúa trong thế kỷ thứ nhất. Nhưng có một bức thư mà chúng ta sẽ học với nhau hôm nay ở trong thư Philip mà chúng ta đọc chung với nhau. Tôi đọc bức thư này của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Philip, tôi kể nó như là một bức tâm thư. Nếu quý vị có cơ hội học kỹ hơn về những điều chúng ta sẽ học với nhau hôm nay, để thấy ở trong bức thư đó ông nhắc đến những cái lời nào là cảm tạ, sự khích lệ, sự khuyến cáo và những cái lời lẽ ông nói với hội thánh, với dân sự của Chúa hết sức là tha thiết và hết sức là chân tình. Hôm nay là ngày Chủ nhật đặc biệt, như quý vị biết là cái ngày đầu năm 2017. Và đối với tôi cũng là một cái ngày đặc biệt. Vì cả cuộc đời theo Chúa của tôi và nhiều năm hầu vì Chúa, tôi nghĩ rằng có lẽ từ đây trở đi tôi sẽ cam kết có nhiều thời giờ hơn cho công việc Chúa giữa vòng hội thánh của Chúa tại nơi đây. Tôi nghĩ làm ở chỗ làm của tôi sau gần 20 năm, đúng ra thì ngày hôm qua là ngày cuối cùng officially, nhưng mà tôi thì có từ giã chỗ làm của tôi cách đây 10 ngày. Vì vậy cho nên tôi hầu về Chúa với quý ông bạn cho em trong thì giờ từ đây trở đi, và khi tôi chia sẻ điều này với một cái cảm xúc ít nhiều khác thường với nhiều lần trước, bởi vì tôi muốn cái mượn cái lời tâm tình của sứ đồ Phao-lô về để nói với hội thánh Philip ngày xưa để có thể học hỏi. Và tôi cũng muốn điều đó để tâm tình với quý ông bà anh chị em, đặc biệt những con cái Chúa trong hội thánh tại đây, những người có cơ hội hầu vị Chúa với tôi trong vài năm qua, có nhiều người biết tôi rõ hơn. Tôi cũng muốn cơ hội này chia sẻ với quý ông bà anh chị em là những con cái Chúa, tất cả mọi người, đặc biệt những người mà tương đối mới hoặc là quý vị sau một thời gian không đi đều, thì tôi muốn dùng cái cơ hội buổi sáng hôm nay để nói với quý vị một điều, đó là nó chỉ là một cái tâm tình của tôi nhiều hơn là cái bài giảng của tôi cho quý vị trong buổi sáng hôm nay. Đó là lý do tôi lấy cái tựa đề của cái bài nói chuyện của tôi hôm nay, đó là lời tâm tình đầu năm. Câu chuyện mà chúng ta sẽ học với sứ đồ Phao-lô và hội thánh Philip nó bắt đầu từ nhiều năm trước tại thành phố Troas. Khi Phao-lô viết thư này cho hội thánh Philip, mà quý vị có cái thánh mở ra mà phần chúng ta đọc ở trong Philip đoạn 1. Thực ra cái câu chuyện nó bắt đầu từ mười mấy, nhiều chục năm về trước. Đó là ở trong chép ở trong công vụ cái sứ đồ đoạn 16, câu số 8. Xin lỗi, câu số 9. Đó là Phao-lô lúc bây giờ là một sứ đồ đi giảng đạo nhiều nơi, và một đêm nọ trong ban đêm, trong cái giấc ngủ của ông, Kinh Thánh chép như thế này: đương ban đêm Phao-lô thấy sự hiện thấy có một người Macedoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng hãy qua xứ Macedoan mà cứu giúp chúng tôi. Ông thấy trong khải tượng rằng có một người đứng ra và kêu ông rằng, nói rằng xin vui lòng qua xứ Macedoan tại đó để giảng đạo cho chúng tôi. Và câu số 10 chép thế này: Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách đi qua xứ Macedoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Rằng Phao-lô không biết thành phố Philip, Phao-lô không biết những người ở tại Philip, những Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông và từ đó ông đến thành phố Philip. Và sau khi đến tại Philip, thật ra đó, ở trong cái phần công vụ của sứ đồ phần sau của đoạn 16 thì cho thấy rằng Phao-lô đến thành phố Philip, xứ Macedoan, và tại đó ông bị vu oan, tại đó ông bị đánh đập, tại đó ông bị thương tích, tù đầy, nhốt tù. Và cũng tại đó được Đức Chúa Trời giải cứu. Và sau cái biến cố đó xảy ra cho cuộc đời của Phao-lô và Sila, thì hội thánh tại Philip được thành lập. Và Phao-lô là cái người bắt đầu dạy dỗ hội thánh Philip tại đó. Và bây giờ, sau nhiều năm sau, thì Phao-lô tiếp tục đi ra nhiều nơi khác truyền giáo. Và ông tiếp tục truyền giáo, rồi tại đó ông bị bắt. Bị bắt rất nhiều lần. Và lần cuối cùng ông bị bắt ra là ông bị giải đến thành phố La Mã. Và tại trong tù, ông đang ngồi ở trong tù, thì tại trong tù đó ông viết thư này cho thành phố, cho hội thánh, những tín đồ tại hội thánh Philip. Mà chúng ta sẽ thấy với nhau đây là một bức thư tâm tình như tôi nói. Ông viết thư này cho hội thánh như cái lời tâm tình của một người hầu vì Chúa với những con cái Chúa, là những người ông đã có một thời hầu vì Chúa chung với họ. Rồi bây giờ trong lúc ông ở tù, ông bỏ xa họ, ông vẫn cảm thấy họ là
là một phần trong cuộc đời hầu việc Chúa của ông. Đó là ông bắt đầu cái việc với hội thánh Philip như là bắt đầu cái việc qua một khải tượng, qua một giấc mơ mà Đức Chúa Trời dạy cho ông. Thưa quý ông bà, anh chị em, bản thân tôi, người hầu việc Chúa với hội thánh Forward, tôi không có một khải tượng, một giấc mơ, một cái việc mà Chúa phán tôi với tôi qua một người giống như Phaolô ngày xưa trong Kinh Thánh chép. Tôi cũng không bị đánh đập, không bị nhốt tù như Phaolô. Nhưng khi tôi đến với hội thánh Chúa tại đây với một niềm tin chắc rằng Đức Chúa Trời kêu gọi tôi đến hầu việc Chúa giữa vòng quý ông bà anh chị em, đành rằng nhiều con cái Chúa đã vote, đã mời, đã viết thư. Nhưng trên hết phía sau đó tôi tin là Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Bởi vì nếu Đức Chúa Trời, tôi không tin Đức Chúa Trời làm điều đó, tôi sẽ không hầu việc Chúa với hội thánh Forward. Suy nghĩ mỗi người mỗi khác về điều này, nhưng mà trong lời của Đức Chúa Trời dạy và cách của Đức Chúa Trời, tôi tin điều đó. Cho nên điều mà tôi cứ mang và nỗ lực giảng dạy, đồng công hoặc làm điều gì đó với quý ông bà anh chị em, với con cái Chúa trong hội thánh này, tất cả tôi làm điều đó với một niềm tin quyết, đặt trên một niềm xác quyết rằng Đức Chúa Trời kêu gọi và Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải làm điều đó. Tôi tin điều đó, vì vậy cho nên tôi hầu việc Chúa với quý ông bà anh chị em trong vài năm qua, và tôi ước ao rằng tôi sẽ hầu việc Chúa với quý ông bà anh chị em trong tiếng gọi của Chúa nhiều hơn là cái ý định của riêng tôi, nhiều hơn là cái ý định của quý vị là những con cái Chúa trong hội thánh. Vì vậy cho nên tôi mong rằng cái lời tâm tình và khích lệ của Phaolô dành cho thánh Philip cũng là một cái lời tâm tình và khích lệ dành cho tôi và quý ông bà anh chị em hôm nay. Cho nên trong cái phần kinh thánh chúng ta sẽ học với nhau ở trong Philip đoạn 1 câu 3 cho đến câu số 11 mà chúng ta được vừa đọc chung, thì có một số điều mà tôi muốn nêu ra lên một cái hình thức một bài giảng, nhưng mà điều mà chúng ta sẽ học chung với nhau. Điều thứ nhất mà chúng ta sẽ thấy đó là cái niềm tin chắc rằng Chúa đã bắt đầu thì Ngài sẽ hoàn tất, và chúng ta sẽ thấy điều đó ở trong thư Philip từ đoạn 1 từ trở đi. Từ câu 3 trở đi thì tôi đọc thế này: Phaolô viết cho hội thánh rằng mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho anh em cách hớn hở. Tức là ông đang ở trong tù và ông nói rằng mỗi lần ông nhớ đến hội thánh thì ông cảm thấy hớn hở trong lòng, và ông cầu nguyện cho họ với tất cả lòng cảm tạ. Và câu số 5: vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Đó là những cái lời tâm tình, bởi vì họ đã đồng công với ông, ông cảm ơn họ bởi vì hội thánh. Lúc bây giờ khi ông hầu việc Chúa giữa vòng khó khăn thì hội thánh hỗ trợ ông. Khi ông bị bắt bớ thì hội thánh đứng sau lưng của ông. Quý vị biết là ở trong thư Philip thì khi Phaolô ở bờ tù thì hội thánh Philip gửi Epaphroditus là một người mang phẩm vật đến để cứu trợ và ở với Phaolô trong những ngày Phaolô gặp khó khăn. Nói cách khác là đối với Phaolô rằng phía sau ông cảm thấy có một nhóm người, có hội thánh của Đức Chúa Trời để hỗ trợ ông trong chức vụ, trong hoàn cảnh của ông ra sao. Cho nên đây là cái tâm tình trong cái lời cầu nguyện của ông, chúng ta thấy cái lời cảm ơn của ông đối với hội thánh. Thực ra bất kỳ một người hầu việc Chúa nào phải nhìn thấy cái điều đó từ con cái Chúa, từ hội thánh của Chúa. Cho nên tôi cũng phải nói điều này với quý ông bà anh chị em, con cái Chúa trong hội thánh. Tôi cảm ơn anh chị em đã tiếp nhận tôi và gia đình của tôi. Tôi biết đến giờ này thì anh chị em đối xử với tôi một cách tốt đẹp và kiên nhẫn, nhiều người cũng kiên nhẫn với tôi và đã cộng tác với làm việc với tôi trong vài năm qua ở tại hội thánh. Tôi cảm ơn Chúa về điều đó rất là nhiều. Tại đây tôi cũng một lần nữa tôi cảm ơn những anh em chị em ở trong ban chấp hành hội thánh, là những người mà đã có sự đồng công, ít ra thì có sự hiểu biết trong cái suy nghĩ, cái ước vọng, cái khát khao của tôi với hội thánh. Tôi cảm ơn anh chị em rất là nhiều, từ chị Huê, anh Tùng, anh Đà, chị Bé, Hiếu. Về tôi hy vọng là trong những năm tới, bắt đầu năm tới thì sẽ cầu làm việc với Bảo nữa. Tôi cảm ơn Chúa vì những người lãnh đạo của các nhóm. Tại vì hầu hết những công việc anh chị em làm, có cái tôi biết, có cái tôi không. Thực ra tôi không biết hết tất cả mọi việc, nhất là trong nhiều năm qua thì tôi vẫn phải đi làm mỗi ngày. Như vậy thì tôi rời nhà lúc 6 giờ sáng và tôi về đến nhà vào lúc 5 giờ chiều. Thật tất cả thì giờ tôi không có nhiều để có thể dành cho nên tôi biết rằng những cái công việc của anh em làm thì đó là cái tấm lòng của anh em đối với hội thánh, và tôi biết là trong đó một phần trong sự anh em hỗ trợ tôi. Cho nên tôi cũng cảm ơn Chúa về những người ở trong lãnh đạo trong ban nam giới, anh Tiến, ở trong ban phụ nữ, cô Cúc, cô Cẩm Tú và một số các anh chị em khác.
Tôi cầu nguyện cảm ơn Chúa về anh Hùng, của Hè và anh Quang, một số những người đã lo cho thanh thiếu niên. Đành rằng đến giờ này, như quý vị biết, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội nói nhiều hơn rằng đến giờ này chúng ta không có lo một cách tốt đẹp nhất cho các cháu thiếu niên, thiếu nhi, những nhóm nói tiếng Anh. Đến giờ này gần như chúng ta không có một cái mục vụ nào cho các cháu nhiều hơn, bởi vì người lãnh đạo các cháu hiện nay cũng không có trong vòng chúng ta. Do vậy thì những người vừa qua giống như anh Hùng, của Hè và một số những người như vậy, tôi thấy trong vài năm qua đã giúp rất là nhiều. Tôi cảm ơn Chúa về thiếu nhi, mặc dù thiếu nhi chúng ta cũng ở trong cái tình trạng như vậy trong vài năm qua, khi cô Thương rồi Hội Thánh vào tháng 7 vừa qua, chúng ta không có người để lo cho các cháu. Cô Hà sẽ cố gắng trong vài tháng, nhưng đến giờ này thì chúng ta vẫn không có người để lo cho các cháu thiếu nhi. Tôi cảm ơn Chúa một số các bạn trẻ, một số các cháu thanh thiếu niên, một số các cháu đã giúp đỡ rất là nhiều trong việc sinh hoạt thiếu nhi. Nhưng chúng ta nghĩ rằng, tôi nghĩ rằng có rất là nhiều điều chúng ta cần để có thể giúp đỡ cho các cháu. Tôi cảm ơn những người chị Văn ở trong ban thờ phượng, một số những anh em ở trong ban hát. Tôi cảm ơn những người ở trong lớp trường chủ nhật. Tôi biết anh Đạt là người lo trường chủ nhật trong năm qua, trước đó thì chị bé. Anh cũng rất struggle, rất là trăn trở nếu trong trường hợp lớp trường chủ nhật không đông người hơn, học hơn, nó không được kết quả hơn. Thì anh vẫn trăn trở điều đó, là cái trăn trở của hầu hết những người vào vì Chúa. Nhưng tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cảm ơn những cá nhân, những con cái Chúa, những người quét dọn tại đây, những người làm những cái công việc mà không tên được khác. Tất cả những điều mà anh chị em làm, tôi biết rằng dĩ nhiên tất cả mọi người đều làm cho Chúa chứ không phải làm cho tôi. Nhưng tôi biết rằng trong cái làm đó, anh chị em nghĩ đến tôi trong cái sự hỗ trợ. Cho nên tôi cảm ơn Chúa vì... cảm ơn anh chị em những cái điều mà quý vị có thể làm cho tôi. Một lần nữa tôi có thể nói như Phaolô rằng phía sau chức vụ của tôi, phía sau việc tôi đứng đây giảng dạy, phía sau tôi ý kiến này đứng khác, thì tất cả những điều đó nó sẽ đến từ sự hỗ trợ của quý ông bà anh chị em. Và khi Phaolô nói với Hội Thánh Philip như vậy, rồi ông cảm ơn họ, ông nghĩ đến họ và lòng ông sung sướng như vậy được rồi đó, thì ở trong câu số 6 ông nói như thế này: tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ. Quý vị đọc thấy câu đó không? Đây là một những câu Kinh Thánh tôi thích nhất ở trong Kinh Thánh, rằng tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết. Nghĩa là một khi Đức Chúa Trời khởi sự điều gì, Ngài sẽ hoàn tất điều đó. Điều này dĩ nhiên ở trong cuộc đời cá nhân của chúng ta, cũng như ở trong Hội Thánh của Chúa. Tôi không biết quý anh chị em ngồi đây trong buổi sáng hôm nay, thử nghĩ về chính mình, Chúa có khởi sự làm điều gì trong đời sống của anh chị em không? Anything that God begins in your life, có điều gì Đức Chúa Trời có làm điều gì anh chị em? Bất kỳ điều gì. Tất cả mọi người trong chúng ta là con cái Chúa thì phải biết rằng Chúa đã khởi sự. Cái khởi sự đầu tiên của Chúa là phá vỡ sự vô tín trong đời sống của chúng ta và cho chúng ta quay lại tiếp nhận Chúa. Tất cả chúng ta đều có một cái điều đó. Đức Chúa Trời bắt đầu từ cái điểm đó trên đời sống của chúng ta. Và quý ông bà, anh chị em, khởi điểm quan, đó là cái khởi điểm quan trọng nhất của tất cả mọi khởi điểm. Nếu buổi sáng hôm nay là ngày 1 tháng 1, nhiều người ngạc bảo rằng New Year Resolution, một cách của người Mỹ, rằng cái cam kết đầu năm, bắt đầu năm mình sửa lại, mình đi bộ nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn, ít ăn đồ béo lại, hoặc là một vài người mà có những một vài cái tật xấu khác thì nó bây giờ bỏ bớt. Thường là nhiều người nghĩ là phải có cái khởi sự như vậy. Yes, cuộc đời của chúng ta có rất nhiều khởi sự. Chúng ta có thể thất bại lúc này, thất bại lúc khác. Nhưng quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời khởi sự trong cuộc đời của chúng ta bằng cách là Ngài phá vỡ sự vô tín của chúng ta và bắt đầu chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Và một khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, đó là cái khởi điểm quan trọng. Cho nên tôi ước ao thế này, trong phòng nhóm của chúng ta, mỗi người đều bắt đầu có một cái khởi điểm như vậy. Chúa về khởi sự làm điều tốt lành trong đời sống của chúng ta bằng cách là Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta. Ngài không làm trước đó. Và đó là khởi sự. Và tôi mong rằng, như câu Kinh Thánh nói rằng, nếu Đức Chúa Trời đã khởi sự làm việc lành đó trong đời sống của chúng ta, thì Ngài sẽ tiếp tục làm phần còn lại trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên quý ông bà, anh em, chị em đã tin Chúa phải không? Đức Chúa Trời đã làm và đang làm. Tôi nghĩ rằng Ngài đã làm điều thì Ngài sẽ làm cho tròn. Chúa sẽ hoàn tất điều đó. Và Ngài hoàn tất điều gì? Ngài hoàn tất tức là Ngài làm thế nào để cho chúng ta trung tín với Chúa, yêu mến Chúa hơn, đó là sự hoàn tất. Tức là Ngài làm thêm điều đó trong đời sống của chúng ta. Ngài làm thế nào đó để chúng ta có thể trưởng thành qua sự yêu mến anh chị em chúng ta. Có nhiều người chúng ta không biết, xa lạ, nhưng mà ở trong Chúa, quý vị yêu Chúa thì quý vị yêu người khác. Chúng ta sẽ nói lại điều này, và kết quả cho Chúa đó là chúng ta sẽ phục vụ Chúa. Cho nên, quý ông bà, anh chị em, dù quý vị có biết hay không, trong buổi sáng hôm nay tôi kêu gọi quý vị hãy biết rằng Đức Chúa Trời đã khởi sự trong đời sống của anh chị em khi Đức Chúa Trời bước vào cuộc đời của anh chị em. Đức Chúa Trời thay đổi anh chị em một chút, Đức Chúa Trời khởi sự như vậy. Cho nên, tôi không biết anh chị em ở giai đoạn nào trong cái việc mà Đức Chúa Trời khởi sự và hoàn tất.
Giả sử như Đức Chúa Trời khởi sự là đây là cái điểm là số 1. Và Đức Chúa Trời hoàn tất ở đây là điểm số 10. Tức là cái range từ 1 đến 10. Anh chị em thấy mình đang ở điểm nào? Anh chị em thấy mình điểm nào? Tôi mong rằng tất cả mọi người đều có số 1. Tức là cái khởi điểm, Đức Chúa Trời khởi điểm cho cuộc đời của chúng ta. Hiện nay anh chị em ở chỗ nào? Có thể có người mới 2 à, sau 5, 7 năm rồi. Có thể có người đến 3, 4 năm. Tôi có nghe có người rất là tự tin bảo là số 8. Tôi mong rằng điều đó thì cũng có thể xảy ra theo cái cách của anh chị em đánh giá. Nhưng mà dù ở chỗ nào, dù ở cái điểm nào giữa số 1 với số 10, Chúa đang và Ngài sẽ tiếp tục làm việc trên đời sống của anh chị em để anh chị em trưởng thành hơn. Và đó là cái mục tiêu của Chúa. Có thể Chúa làm cho anh chị em trưởng thành qua lời của Chúa, qua hoàn cảnh, qua thử thách, qua gánh nặng công việc, qua tình yêu thương anh chị em. Nghĩa là Chúa đã khởi sự trong đời sống của anh chị em, thì Chúa cũng hoàn tất những điều đó trong đời sống của anh chị em. Hãy tin điều đó, và tôi tin là Đức Chúa Trời vẫn làm điều đó. Bây giờ tôi trở lại một cái phạm vi rộng hơn là trong hội thánh của chúng ta. Anh chị em nghĩ rằng Chúa có khởi sự trong hội thánh mình chưa? Chúa khởi sự khi Chúa lập hội thánh của Chúa, khi Chúa Trời bắt đầu một số người cư mang vào thánh Chúa, và đó là khởi sự. Bây giờ thế này, tôi hỏi các chị em, cái hội thánh của chúng ta, hội thánh Baptist for God đây á, là từ 1 là khởi sự, 10 là hoàn tất, quý anh vị nghĩ là hội thánh chúng ta đang nằm chỗ nào? Số 6, số 7, số 3. Yeah. Có lẽ nó nằm ở chỗ nào đó giữa số 1 với số 10, tôi không biết. Tùy vào cái cách quý vị nghĩ về hội thánh. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em biết thế này, hội thánh chúng ta chưa hoàn tất, nó chưa perfect, và dĩ nhiên sẽ không bao giờ perfect. Nhưng mà chúng ta, Đức Chúa Trời đã khởi sự xây dựng hội thánh của chúng ta, xây dựng anh chị em ở trong hội thánh này. Đức Chúa Trời muốn hội thánh của Chúa mỗi ngày một thêm một chút xíu, nghĩa là Chúa vẫn đang làm việc trong đời sống của chúng ta. Tôi nghĩ về hội thánh Forward, quý ông bà anh chị em tại đây, hội thánh chúng ta rất rất nhiều điều mà đáng ra chúng ta cảm ơn Chúa so với một số cầu thánh địa phương khác. Hiện tại tôi không biết cái con số cuối cùng mà lập danh sách vừa qua thì bao nhiêu, nhưng mà tôi ước lượng hội thánh tại đây từ nhỏ đến lớn khoảng chừng 150 cho đến 170 người, có phải không anh Đạt? Về cái buổi nhóm lại của chúng ta tại đây đó, thường là trung bình khoảng chừng trong thời gian gần đây đó, trung bình từ 120 người cho đến 125 người. Hội thánh của chúng ta có rất nhiều người tin Chúa nhiều chục năm. Có một số những nhân sự tôi biết là nhiều anh em rất yêu mến Chúa và trung tín với Chúa, làm công việc Chúa qua nhiều năm. Hội thánh của chúng ta có một cái cơ sở ở đây. So với một số các hội thánh Mỹ hoặc một số cái nhà thờ mà nó cổ kính xưa thì chúng ta không bằng. Nhưng mà nếu anh chị em có cơ hội đi thì phải biết rằng chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì tại đây hội thánh đã có một cái cơ sở, có một căn nhà, chỗ thờ phượng, phòng ăn, phòng chơi, phòng học. Chúng ta có cái phòng này, và đến giờ này thấy tôi biết là chúng ta vẫn không có nợ về cái cơ sở. Tôi biết một điều nữa, đó là hội thánh chúng ta ở tại đây đó là ở giữa một cái khu không phải là khu Việt Nam đông đúc nhất ở trong Metroplex, nhưng mà ở cộng đồng và chung quanh vùng Houghton, đi lên chút xíu phía bên Forward, phía bên này, qua phía bên kia, vòng qua chung quanh chúng ta ở trong một cái đường bán kính khoảng chừng 20 đến 25 phút. Rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta và khá nhiều người Việt chúng ta chưa biết Chúa. Chúng ta ở giữa một cộng đồng rộng lớn như vậy, nghĩa là chúng ta có nhiều, Chúa đã khởi sự trong đời sống của chúng ta. Có nhiều người yêu mến Chúa, có nhiều người được trang bị, có nhiều người đã trưởng thành ở trong Chúa. Và tại đây chúng ta có một cơ sở, và tại đây chúng ta có một cánh đồng là những người chung quanh chúng ta chưa biết Chúa. Thế mà Chúa đã khởi sự như vậy, bây giờ chúng ta đang ở đâu trong cái tiến trình chúng ta bước đi? Cho nên quý ông bà, anh chị em, Chúa ban chúng ta điều kiện, cơ hội. Tôi ước ao thế này, Chúa sẽ hoàn tất công việc của Ngài giữa vòng hội thánh của Chúa bằng cách dùng hội thánh của Chúa để ảnh hưởng đến cộng đồng và những người chung quanh. Khá nhiều anh chị em bảo rằng tại đây rất là vui, tại đây có phước hạnh, anh chị em ở đây lâu và chúng ta sung sướng khi đến đây. Nhưng quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời thành lập hội thánh không phải chỉ cho chúng ta có phước hạnh ở trong hội thánh mà thôi. Và đó là cái ước ao của tôi, rằng hội thánh của Chúa ở đây phải có ảnh hưởng trên cộng đồng, những người chưa biết ngoài kia. Có rất là nhiều điều xảy ra trong đời sống của cá nhân của chúng ta. Nếu chúng ta xấu, ở ngoài kia họ biết cái xấu của chúng ta. Nếu đời sống chúng ta tốt, ngoài kia biết được cái tốt của chúng ta. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta sống trong cái xấu, Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết trong cái tốt. Vì vậy cho nên hội thánh của Đức Chúa Trời phải ảnh hưởng dựa vào cộng đồng. Và đó là cái điều mà tôi ước ao về hội thánh của Chúa tại nơi đây. Cho nên điều tôi mong ước
Có nhiều người hỏi về khải tượng, thật ra cái chữ đó rất là lớn, nhưng mà khải tượng thực ra đó là ước mơ và những điều Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta trong hành động đó. Cho nên nếu có thể nói về khải tượng và ước mơ của tôi đối với hội thánh, và hội thánh chúng ta đáng phải có đó là hội thánh chúng ta sẽ thêm nhiều người yêu mến Chúa qua sự thờ phượng. Mong rằng nhiều anh chị em không bữa on bữa off, không bữa đi bữa không, chúng ta yêu mến Chúa bằng cách là chúng ta thờ phượng Chúa. Và từ cái chỗ chúng ta yêu mến Chúa bằng sự thờ phượng Chúa, chúng ta phải yêu mến người khác. Và Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu mến Chúa bằng sự thờ phượng, chúng ta yêu mến người khác bằng cách chúng ta tham dự vào những cái chương trình, những cái nhóm nhỏ, những cái sinh hoạt, các lớp trường chuyên nhật, những cái nhóm học kinh thánh tại gia, những liên kết với anh chị em khác. Chúng ta đi theo Chúa không thể theo một mình, chúng ta theo với nhiều người khác. Ở giữa chỗ 100, 130 người như thế này, chúng ta không có cơ hội để có thể biết nhiều hơn về người đó. Cho nên chúng ta phải yêu mến Chúa, yêu em mến anh em mình. Và xa hơn nữa, khi chúng ta yêu Chúa, yêu anh mình, chúng ta phải làm một cái điều gì đó. Chúng ta phải phục vụ. Tôi ước ao anh chị em phục vụ. Tôi không buộc là anh chị em phải làm việc này. Một sư bắt là chắc là mình đi nhà thờ thì phải làm việc này việc khác. Thưa ông, có ông bà anh chị em không? Nhưng mà tôi ước mau rằng một điều rằng thế này: một ngày nào đó anh chị em, tất cả mọi người đó, bước vào nhà thờ này, bước vào một phải sẵn lòng rằng thấy cái gì đó mà cần thiết mà tôi có thể làm được thì tôi làm, không làm khách nữa giữa vòng hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó là cái ước ao của tôi trong hội thánh. Và bao giờ chúng ta có được những con người như vậy giữa hội thánh của Đức Chúa Trời, đó là lúc mà nhiều người ở trong hội thánh lâu năm bảo rằng đó là lúc hội thánh phấn hưng. Hội thánh phấn hưng là gì? Không phải ồn ào, không phải ca hát, không phải bùng cháy lửa lên. Phấn hưng là khi hội thánh của Đức Chúa Trời có những con người yêu mến Chúa và bằng lòng phục vụ, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến những người khác, và nó là sự phấn hưng của hội thánh. Cho nên tôi cầu nguyện rằng lúc Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, yes, nhưng mà Đức Chúa Trời có thể dùng chúng ta để ban phước cho người khác. Cho nên anh chị em có tin rằng Chúa đang và sẽ hoàn tất những gì Ngài làm cho chúng ta và hội thánh của Chúa không? Anh chị em có mong đợi rằng Chúa sẽ tiếp tục hoàn tất điều đó trong đời sống của cá nhân anh chị em và cho hội thánh không? Hãy ước ao điều đó và nói: Chúa ơi, con, Chúa đã làm điều đó trong đời của con, xin giúp con, xin hoàn tất những cái điều mà Chúa dự định cho cuộc đời của con. Chúa đã bắt đầu với hội thánh của Chúa, xin hoàn tất những điều đó trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và đó là lời cầu nguyện và ước ao của tôi và anh chị em khi tôi nói đến điều này sáng hôm nay. Điều mà tôi có thể nói nữa mà Phaolô nói trong cái phân đoạn kinh thánh chúng ta sẽ học, đó là ông sẽ nói về một cái mối liên kết, một cái sự ràng buộc mà không thể tách rời trong cái đời sống phục vụ. Chúng ta trở lại với cái câu kinh thánh, những câu kinh thánh của Phaolô nói với hội thánh Philip. Tôi xin đọc cái phần kinh thánh này ở trong bản dịch mới đã rõ hơn, trong câu số 3. Ông viết thế này: tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi nhớ đến anh em, luôn luôn mỗi khi cầu nguyện, tôi vui mừng cầu nguyện cho tất cả anh chị em, vì anh chị em đã cộng tác trong công việc truyền bá phúc âm từ buổi ban đầu. Tức là ông nói rằng khi khởi đầu ông tới đó thì có nhiều người bắt đầu cùng làm với ông. Rồi bây giờ ông ở tù, và khi ông ở tù đó, ở trong con số 7 trở đi đó, thì là cái nói ông nói bây giờ trong lúc tôi ở tù, ông viết thế này, tôi đọc ở trong bản dịch mới: cảm nghĩ của tôi về tất cả anh chị em như vậy là phải, vì tôi mang anh chị em trong lòng, dù khi tôi bị tù tội cũng như binh vực hoặc củng cố phúc âm, tất cả anh chị em đã chia sẻ ăn sủng với tôi. Ông nói rằng bây giờ tôi ở tù, tôi xa cách anh chị em, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy anh chị em, tôi mang anh chị em ở trong lòng. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả anh chị em đã chia sẻ ăn sủng với tôi. Nói cách khác là Phaolô nói rằng dù ở chung với anh chị em hay ở riêng, bị tách rời vì tù tội đó chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy có một mối đan quyện với những anh chị em. Một người hầu vì Chúa và hội thánh của Đức Chúa Trời không thể là một cái hai cái thực thể tách rời, chứ là chỉ là một phần ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Ở trong cái bối cảnh của câu chuyện thế này, Phaolô là một vị sứ đồ được Đức Chúa Trời sai đến thành phố Philip. Tín hữu tại thánh Philip là những người địa phương không biết Phaolô trước đó. Nhưng những câu kinh thánh này cho thấy rằng có một cái sự đan quyện giữa Phaolô với tín hữu tại hội thánh đó, như là một cái gì bất khả phân ly. Tôi đọc lại, quý vị có kinh thánh thì mới rõ hơn, nếu quý vị không có kinh thánh thì đôi khi nó rất khó cho quý vị thấy điều đó. Một số câu như thế này, trong câu số 3 và câu số 4 tôi đọc ở trong cái bản dịch cũ đó, thì câu số 3 và câu số 4 nói rằng ông nhớ đến họ, ông cầu nguyện cho họ. Câu số 5 ông nói rằng ông cảm thấy vui mừng mỗi lần ông nghĩ đến những con người đó, bởi vì họ đã bắt đầu, ông tới đó thì họ đã cộng tác với ông. Câu số 7 ông nói rằng ông mang trong lòng ông những cái hình ảnh của những con cái Chúa dù ông ở trong tù tội. Rồi câu số 8 thì ông nói cái lòng của ông, tôi đọc câu số 8 ở trong cái bản dịch cũ: Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà trìu mến anh em. Cái chữ đó nói hai chữ là yêu dấu, trìu mến, tức là một cái gì nó ràng buộc
những người này với nhau. Cho nên tôi thấy đây là một những cái điều của một con cái Chúa, một tôi chơi tới Chúa đối với con cái Chúa, rằng ông cảm thấy cái gì nó cột chặt. Phao-lô biết rằng ông không thể làm tốt hơn cho vương quốc Đức Chúa Trời nếu không có những tín hữu chung quanh ông. Và điều đó là xảy ra tất cả mọi người. Với những người như tôi khi hầu việc Chúa, điều đó cho thấy rằng để có thể mở mang nước Chúa và xây dựng hội thánh, sự liên kết giữa tôi tới Chúa và con cái Chúa là điều chắc chắn không thể tách rời. Vì của ông bạn chị em, không một người nào tài ba đủ để có thể làm công việc một mình. Từ đây trở đi tôi sẽ có thì giờ hơn cho hội thánh, cho công việc Chúa. Nhưng chắc chắn nó sẽ không đủ để có thể, không cách nào có thể làm được gì trong công việc Chúa nếu quý ông bà, anh chị em thụ động và không làm gì hết. Cho nên tôi ước ao rằng chúng ta làm thế nào giống như Phaolô nói với Thánh Philip, cảm thấy đang quyện trong cái sự hầu việc Chúa với nhau. Cho nên tôi kêu gọi nhiều người là hãy phục vụ Chúa. Một số anh chị em ngồi trong phòng nhóm chúng ta, tôi biết có nhiều người có ân tứ, có nhiều người có khả năng để có thể hầu việc Chúa. Hãy làm công việc Chúa. Tại sao Đức Chúa Trời cho quý vị điều đó, quý vị không sử dụng? Tôi kêu gọi nhiều người, nhiều con cái Chúa khác. Trong Thánh Ca có một bài hát cũ, bài hát rất ngày xưa là sẵn tiến, sẵn thoái. Tức là khi cần tôi có thể bước đến, khi cần tôi có thể bước lui. Thật ra khi tôi kêu gọi một vài người, tôi nhờ một người anh chị em làm việc. Tôi không có ý định là promote người nào vì sự thân thiết với người đó. Tôi không định là ví dụ mời một người giúp công việc này, công việc khác là tại vì người đó thân thiết với tôi, cũng không phải tại vì người đó có cái quyền, có cái uy, có cái dân nhiều tiền. Thưa quý ông bà, anh chị em, đó không phải là cái yếu tố. Cái yếu tố quan trọng là người đó có một cái ân tứ đó và người đó sẵn lòng cho sự hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên tôi ước ao rằng khi tôi hầu việc Chúa giữa vòng hội thánh, có những con người có ân tứ và có sự sẵn lòng phục vụ. Nếu quý vị có ân tứ mà không sẵn lòng phục vụ thì cũng khó lắm. Và nếu trong trường hợp quý vị sẵn lòng phục vụ nhưng mà quý vị không rèn ra cái ân tứ của mình, đôi khi làm hỏng việc. Đó là một sự thật rất là rõ mà ai nấy cũng biết. Cho nên tôi không dám so sánh với Phaolô và hội thánh Philip. Nhưng một lần nữa, quý ông bà, anh chị em, tôi khát khao là chúng ta có được mối liên hệ không thể tách rời, cái sự hiệp một trong hội thánh để có thể hầu việc Chúa và xây dựng hội thánh của Chúa. Tôi không biết anh chị em có khao khát như vậy hay không. Trong vài tuần trước đây tôi đọc một cái email, một cái mass email gửi ra cho tất cả các mục sư. Trong email đó, một số người lên án mục sư của họ, muốn cho tất cả những người khác biết. Tôi đọc điều đó tôi buồn và tôi rất là giận. Tôi không biết nhiều về cái hoàn cảnh đó. Tôi biết vị mục sư đó có thể có mistake. Tôi biết anh chị em nóng lòng về việc đó của một hội thánh khác. Tôi không biết nhiều về hội thánh đó, nhưng mà tôi biết những cái điều trong email của họ. Nhưng tôi nghĩ đó là một thảm họa, một điều đáng xấu hổ cho hội thánh của Đức Chúa Trời nếu thiếu sự hiệp một, trong khi đó chống đối lẫn nhau. Tôi biết mình giữa quý ông bà, anh chị em, có thể tôi có mistake. Có những lúc không phải lúc nào tôi cũng dễ ưa như nhiều người nghĩ. Có những lúc mỏi mệt, cũng cau có, cũng khó chịu. Và có rất là nhiều khi tôi đáng trách. Tôi thú thật điều đó. Và quý vị, nếu quý vị phát hiện điều đó ở tôi mong rằng quý vị không ngạc nhiên. Nhưng có một điều tôi cầu nguyện rằng dù điều gì xảy ra, tôi mong được anh chị em sẽ thông cảm và hiểu tiếng gọi Đức Chúa Trời gọi với tôi đến với hội thánh, để có thể cảm thông, để có thể tha thứ, để có thể hiệp một cách quý báu như hội thánh Philip. Đó là cái tâm tình và ước ao của tôi đối với quý ông bạn, chị em. Đối với anh chị em cũng vậy, đối với nhau cũng vậy. Đừng để những cái sự khác biệt mình với người này, người khác đem đến những sự nhạy cảm. Tại vì tôi biết có nhiều người khác với nhau, khác tính, khác tình. Và đôi khi sự khác biệt đã đem đến sự nhạy cảm, khác cái sự nhạy cảm đem đến sự bất đồng. Rồi vì bất đồng cho nên nhiều khi giận hờn. Nhiều người trở nên thụ động, không muốn làm việc, vắng nhà thờ, gây gỗ, căng thẳng và đem đến sự gãy đổ. Đó là một điều xảy ra trong tất cả các hội thánh và cuộc đời theo Chúa của nhiều người trong nhiều thánh và thấy điều đó. Quý ông bà, anh chị em, nếu xảy ra những cái điều như vậy thì nó tổn hại cho vương quốc của Đức Chúa Trời và nó tổn hại cho quý ông bà, anh chị em, tất cả mỗi người trong chúng ta. Có lẽ đây là điều không nên nói đến, nhưng mà đó là một sự thật mà tôi kêu gọi con cái Chúa rằng mình phải chiến thắng cái tôi của mình. Mình phải chiến thắng những cái đòi hỏi cá nhân của mình. Đôi khi chúng ta xem thường những người khác vì người khác khác biệt chúng ta. Ngược lại, có rất là nhiều người thì
Đôi khi chúng ta quá nhạy cảm, cái gì mình cũng nghĩ rằng mình bị coi thường. No, không có ai coi thường quý anh chị em, Đức Chúa Trời không coi thường quý anh chị em. Cho nên tôi kia nói điều này với anh chị em để biết rằng anh chị em có muốn cùng tôi nhất quyết là không để ma quỷ gieo rắc những cái điều đó giữa vòng hội thánh chúng ta không? Chúng ta có bắt toàn, chúng ta dễ rạn nứt. Và tôi cam kết với Chúa một điều rằng xin Chúa chữa lành hội thánh của Chúa tại nơi đây. Những cái vết thương của chúng ta vẫn còn, vết sẹo chúng ta vẫn còn sâu. Nhiều người ở trong hội thánh lâu năm và điều đó biết. Nhưng quý ông bà, anh chị em, liệu Đức Chúa Trời có chữa lành được điều đó hay không? Yes, Đức Chúa Trời có thể chữa lành. Tại sao chúng ta không đưa vết thương ra Đức Chúa Trời chữa lành? Chúng ta cứ để cho nó mủ hoài. Tôi nghĩ đến điều đó và nhiều có những lúc tôi quặn thắt và tôi nghĩ không biết làm thế nào để Đức Chúa Trời có thể chữa lành chúng ta. Cho nên tôi chia sẻ với quý ông bà, anh chị em điều này một lần nữa rằng ước ao rằng chúng ta xây dựng một cái mối liên hệ với nhau trong Chúa, trong sự tách rời vì danh của Đức Chúa Trời, vì hội thánh của Đức Chúa Trời tại nơi đây. Điều thứ ba tôi chia sẻ với quý vị đó là cái lời cầu nguyện của Phaolô cho hội thánh tại Philip. Ông cầu nguyện cho họ được trưởng thành và kết quả. Ở trong câu số 9, câu số 9 trở đi, tôi xin đọc rằng ông nói rằng câu số 9 lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, tức là đây là điều tôi cầu nguyện cho anh em, ấy là lòng yêu thương của anh chị em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu. Ông cầu nguyện rằng cái lòng yêu thương đó là phải là một cái gì nó lớn lên trong đời sống của một con cây chua. Quý vị có thể giỏi hơn, có thể học hành nhiều hơn, bằng cấp nhiều hơn, có thể nhiều khả năng tài ba nhiều hơn, nhưng cái mà một con cây chua cần thiết hơn hết đó là tình yêu thương. Câu số 11, ông nói rằng khi mà cái tình yêu thương nó lớn lên rồi đó, cái người đó sẽ trở nên kết quả cho Chúa. Câu số 11 chép rằng được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jesus Christ. Tình yêu thương trong hội thánh chính là cái mối liên hệ thiết yếu, không ai có quyền bỏ qua và không, chúng ta không được nhân danh bất kỳ điều gì để chúng ta phá vỡ. Chúng ta phải nuôi dưỡng, phải bảo vệ mối liên hệ và tình yêu thương trong Chúa là như vậy. Xây dựng hội thánh cần những cái nguyên tắc hành chánh. Có rất là nhiều nguyên tắc chúng ta cần phải thế này, phải thế khác. Chúng ta cần điều lệ, yes. Cần những quy định, cần những cái sự phân công, cần những cái tín lấy lý để chỉ đạo phải thế này, thế khác, hợp với lại tín lý của hệ phái. Chúng ta phải có những cái phương pháp quản trị. Nhưng có một điều chúng ta không thể thiếu, đó là tình yêu thương. Cho nên tôi ước ao và cầu nguyện rằng Chúa giúp cho chúng ta có lòng nhân từ, kiên nhẫn với nhau, với những anh chị em chúng ta, với những người khác. Tôi kêu gọi anh chị em, đôi khi nhiều người ở, đôi khi đừng, chúng ta đừng quá kỹ tính. Tôi biết rằng có những nhiều người kỹ tính quá, khó tính quá, cho nên khi người khác nói điều gì, làm điều gì chúng ta không ưa, không chịu, là chúng ta dễ bày tỏ hằng học. Dĩ nhiên cái lòng của anh em thì tốt, nhưng mà cái hằng học của chúng ta thì nó không tốt. Cho nên chúng ta phải biết, phải sửa để điều chỉnh lại cái cách đó của chúng ta. Kẻo rằng chúng ta cố gắng xây dựng nhưng mà chúng ta đang làm đổ chăng. Nhiều người chúng ta lo lắng thái quá, đôi khi chúng ta sợ hư, sợ mất đồ, rồi chúng ta ngăn cản những người yếu đuối có cơ hội để có thể học hỏi. Và trong nhiều cách khác nhau chúng ta cản trở những người chưa tin có thể được đến với Chúa. Vì vậy cho nên một những cái câu kinh thánh mà tôi ước ao chúng ta học với nhau trong cái mối liên hệ với những người khác là Ephesians đoạn 4 câu 32, rằng hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ở giữa vòng chúng ta có rất là nhiều người may mắn, có đời sống rất là tốt lành. Họ có một gia đình, có một nơi rất là đáng mơ ước của nhiều người. Nhiều người khác có cuộc sống kém may mắn. Nhiều anh chị em chúng ta không được học hành. Ở trong những căn nhà không được đầy đủ. Chúng ta có một quá khứ tổn thương, mang trong mình nhiều vết sẹo với gia đình và những bạn bè xung quanh. Đức Chúa Trời chữa lành. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng hội thánh chúng ta phải là cái bệnh viện cho những con người như vậy. Đó là cái khát khao của tôi. Cho nên một số anh chị em khác thì cũng đừng quá nhạy cảm, việc gì cũng nghĩ người ta khinh chê, người ta tìm cách gây hại mình. No. Có thể là sự góp ý thiếu khéo léo hơn là cái sự coi thường anh chị em. Nếu có vết thương là để hãy nói với Chúa. Và tôi mong rằng tất cả mọi người chúng ta phải chuẩn bị điều này cho năm 2017. Tôi biết mình không phải là người mềm mại.
Tôi biết mình không phải là người luôn luôn đầy tình yêu thương như bao nhiêu người, nhưng tôi tin chắc rằng tôi và tất cả chúng ta nên trân trọng một lẽ thật rằng chúng ta cần xây đắp cái đời sống của mình trong sự cảm thông, trong sự yêu thương để có thể xây dựng hội thánh của Chúa. Cho nên hãy học Phao-lô, hãy cầu nguyện cho hội thánh có tình yêu thương giống như Phao-lô. Nhưng trước hết quý vị cầu nguyện cho thánh có tình yêu thương, hãy cầu nguyện Chúa ơi xin giúp con để có tình yêu thương đối với anh chị em chúng con. Quý vị có thể làm được điều đó không? Amen. Có thể anh chị em quên nhiều điều khi quỳ gối xuống cầu nguyện cho hội thánh, nhưng một lần nữa là đừng quên cầu nguyện cho hội thánh có tình yêu thương và cầu nguyện rằng Chúa ơi xin giúp con để con có tình yêu thương. Và đó là cái điều quan trọng, điều thiết yếu nhất trong đời sống của chúng ta, trong mối liên hệ với Chúa. Cho nên một lần nữa tôi hỏi anh chị em rằng tôi ước ao thế này: trong những ngày sắp tới, khi chúng ta hầu việc Chúa với nhau, khi chúng ta xây dựng hội thánh với nhau, khi chúng ta làm công việc Chúa với nhau, xin Chúa giúp cho tôi và quý anh chị em quyết một đồng rằng cuộc đời mình nó qua rất là nhanh. Nhiều người trong chúng ta lớn tuổi, và tôi thấy rằng 2016 nó qua rồi, bây giờ 2017, quý vị có chuẩn bị cho ngày cuối của 2017 không? Đó là ngày 31 tháng 12 và ngày Chủ nhật. Điều đó nó qua nhanh lắm. Cho nên tôi nghĩ rằng có những điều trần gian chúng ta xây dựng rồi cũng hết, cũng mất đi. Cho nên cái khát khao, cái ước ao của tôi và quý ông bà anh chị em là tôi ước ao rằng những điều tôi chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay nó không có gì mới, không gì lạ. Nhưng mà đó là tất cả tâm lòng của tôi rằng Đức Chúa Trời đã bắt đầu làm trong đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời làm tốt hơn. Cho nên mong rằng Đức Chúa Trời, hãy để Đức Chúa Trời làm cho đời sống quý vị. Tại sao mình theo Chúa lâu rồi, khởi đầu số 1, bây giờ đã chục năm vẫn còn ở số 2? Chúng ta không để cho Chúa làm việc trên đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho tôi với quý ông bà, anh chị em, cả tôi nữa, rằng Chúa cho chúng ta, để cho Chúa hoàn tất những điều trên đời sống của chúng ta. Tôi ước ao rằng khi chúng ta làm việc với nhau, làm với cả tấm lòng, chúng ta làm với nhau với những cái khát khao mà chúng ta có thể làm công việc Chúa với nhau. Cầu xin Đức Chúa Trời ngài dạy tôi và quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Một lần nữa tôi không giảng cho quý vị buổi sáng hôm nay, tôi chỉ những cái lời tâm tình, những cái sự ước khát khao, những cái sự đụng chạm sâu sắc nhất mà tôi có thể quan sát hội thánh trong vài năm qua. Tôi có thể ước ao và tôi biết rằng mình vẫn còn trăn trở với những điều đó, cả hội thánh nói chung, cả cá nhân chúng ta nói riêng. Tất cả chúng ta cần ân sủng của Chúa, tất cả chúng ta cần tình yêu thương của nhau, và chúng ta cần lời cầu nguyện. Xin mời quý ông bà anh chị em đứng lên, chúng ta cầu nguyện.